Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với số thứ 13 của Thợ sửa di động phiên bản 2019. Mình là Thế Anh và ngồi cạnh mình là anh Giang Mango, CEO của di động Mango. Xin chào Thế Anh, chào các bạn. Vâng, hôm nay thì em sẽ vào thẳng luôn câu hỏi để chúng ta có thể giải đáp cho các bạn thật nhiều cũng như là thật kỹ nhá. Câu hỏi đầu tiên của bạn là của tên tôi. Mình check iPhone 7 mới mua tại di động Mango, tại trang web là checkcoverage.apple.com, nhưng mình nhận được thông báo là we unable to validate do product purchase date. Hình mình sẽ để ở đây. Okay. Anh có thể giải thích cho bạn cái vấn đề này được không? À, cái này là cái bình thường, là cái câu đấy, tức là họ sẽ báo là chúng tôi không thể check được cái, hoặc là không thông báo cho bạn được cái ngày mà bạn mua máy, ngày mua ngày active. Thì ngày xưa cái đây tầm khoảng 2-3 năm trở đi, trở về trước ấy, thì mình có thể lên cái trang check coverage của Apple để mình check được là cái máy này active ngày nào. Nhưng mà từ cách đây tầm khoảng 2 năm trở lại này, Apple khóa cái chức năng đấy. Tức là giờ Apple là không cung cấp cái tính năng đấy nữa. Đúng rồi, nếu bạn muốn check thì bạn phải mất một vào một cái trang web khác, và bạn sẽ mất tầm một đô để check được cho thông tin của cái máy để mua ngày nào. Trong khoảng cái trang web đấy thì đấy là trang web của Apple hay là trang web của một bên thứ ba? Trang web của một bên thứ ba, và cái tính chính xác của nó thì cũng không ai dám chắc chắn được. Dạ vâng. Cho nên mình không khuyến khích, và cái chuyện đó nó không còn quan trọng nữa. Nói chung là bạn cũng không cần phải quá quan trọng vấn đề đấy. Chắc là bạn sợ đây kiểu hàng fake thôi. Vâng, đúng không? Vì thật ra em theo biết là iPhone 7 của bên mình là có bảo hành 1.1 đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, 1.1 trong 1 năm với bất cứ lỗi gì, cả nguồn, cả màn. Cho nên nếu mà mày có vấn đề gì, bạn hoàn toàn có thể yên tâm để mang qua di động Mango nhá. Thì bên mình sẽ có thể đổi trận. À, nếu như bạn sợ nó là hàng fake thì bạn chỉ việc cắm vào iTunes mà đã nhận thì không chắc chắn đấy không phải hàng fake. Đúng rồi. Đây, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai của bạn Rupus Nguyễn. Chào hai anh ạ. Thay cả bộ màn hình của Samsung Galaxy S7s giá là bao nhiêu? Chị em ra hãng hỏi thì họ nói là tận 5 triệu, đợt đầu thay có giá là tận 6.5 triệu. Em cảm ơn hai anh và chúc hai sức khỏe. Cảm ơn bạn trước nhé. Với trường hợp này thì chắc chắn là chính hãng họ sẽ đắt hơn so với thay ngoài rồi, cái đấy thì không có gì phải ngạc nhiên cả, đúng không? Cho đó là lý do tại sao mà rất là nhiều người sau khi mà máy hỏng họ sẽ chọn lắp các hãng khác sửa chứ không bao giờ vào chính hãng, vì chính hãng nó quá đắt. Đơn giản là vì nó quá đắt. Còn như con này thì nó cái màn của nó sẽ rơi vào tầm là 3.5 triệu. Đây là màn so với hàng chính hãng thì là rẻ hơn được tầm 1.5 triệu. À, nó là màn zin bóc máy thôi. Cũng là màn zin bóc máy. Đúng rồi. Chỉ có một cái khác là chính hãng thì nó là màn mới. Còn đây là màn đã qua sử dụng ở các con máy khác. Thành sát thì họ lấy cái màn đấy họ thay cho cái này. Thì cái giá 1.5 triệu rẻ hơn thì mình nghĩ cũng là một cái giá rất đáng để cân nhắc. Bởi vì bản thân con FPS như Mango bán ra bây giờ nó hình như còn chưa đến 5 triệu. Dạ vâng. Bây giờ mà bỏ ra một cái mức giá gọi là 5 triệu để thay một cái màn hình nghe không ổn lắm. Em thấy không ổn cho lắm. Thì nếu mà bạn nên cân nhắc có thể là qua để thay một chiếc màn hình, mặc dù là đã qua sử dụng rồi nhưng mà đây vẫn là màn bọc máy. Đúng, màn zin nó vẫn ngon bình thường thôi. Chứ nếu mà thay chính hãng thì giá khá là cao đấy. Câu hỏi thứ ba của bạn Mạnh Cấy Thuê. Em chào anh, mong được lên sóng ạ. Chúc mừng bạn đã lên sóng nhá. Chưa em hỏi là con iPhone 6 của em để qua đêm thì bị tuột mất 10% pin. Đây có phải là lỗi do pin hay không? Nếu sửa thì mất bao nhiêu ạ? Em cảm ơn hai anh. Xin chào em. Với trường hợp như kiểu iPhone 6 mà đã để qua đêm mất 10% thì thực ra nó cũng không phải là một cái lỗi gì gọi là ăn nguồn hay là pin yếu, bởi vì chắc chắn là pin iPhone 6 thì đã yếu rồi. Anh nghĩ là nó không phải vấn đề lắm đâu. Em cứ dùng tiếp bình thường nhé. Nếu mà em thay pin mới thì nó cũng qua đêm nó phải hết tầm khoảng 5%. Theo em được biết thì những chiếc iPhone thường là nếu mà để qua đêm không sử dụng ấy, thì nó giữ pin rất là tốt. Đúng rồi. Bình thường là nó giữ pin rất tốt, thường là chỉ tụt khoảng độ 1-2% thôi. Nhưng bạn ấy tụt 10% thì em nghĩ là pin cũng khá là chai rồi. Nhưng mà bản thân nó là iPhone 6 thì cái chuyện chai pin là chuyện đương nhiên. Đúng rồi. Thì anh nghĩ là nếu em muốn em phải thay pin nó chỉ có tầm 200-300 nghìn thôi. Thì nếu mà bạn cảm thấy là cái pin này không đủ đáp ứng nhu cầu thì nên thay nhé. Giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 5 của bạn Anh Lương Thế. Em chào anh và chúc hai anh sức khỏe. Cảm ơn bạn. Hay trong hỏi là em đang phân vân giữa Samsung Galaxy S10 Plus phiên bản 128GB và Samsung Galaxy Note 9 phiên bản 512GB với nhu cầu là chụp ảnh và quay video. Hai con máy này theo được biết là đều có giá khoảng trên 20 triệu rồi. Cái về thứ hai của bạn là hai anh tư vấn cho em có nên mua Galaxy S10 Plus hay không, hay là cố lên Note 9? Em thấy là cái này có lẽ là bạn ấy hơi nhầm một chút. Hiện tại thì theo em xem giá ở trên trang web của Thế Giới Động, chiếc Galaxy S10 Plus phiên bản 128GB thì có giá khoảng là 23 triệu đồng. Không, bạn ấy hỏi là Note 9 512GB. Bản Note 9 512GB có giá là 25 triệu đồng. À thế cả. Đúng không? Vì là bộ nhớ lớn hơn anh. Thì thật ra với em không biết là mình không biết là cá nhân của bạn là bạn quay phim có nhiều hay không. Vì thực sự cái bộ nhớ 128GB là cũng rất là lớn. Và thường là kể cả như mình dùng máy ảnh, mình quay phim, mình cũng dùng máy ảnh để quay phim thì bình thường là mình chỉ dùng một thẻ nhớ 64GB thôi, hai thẻ 64GB. Thì nói chung bạn cũng không cần phải đắn đo cái việc là quay phim mà cần đến tận 512GB bộ nhớ đâu. Theo cá nhân em thì em sẽ nghiêng hơn về chiếc S10 Plus.
Bởi vì là có một số lý do như sau, thì cái em đã từng dùng cả hai chiếc máy này rồi. Cái này em vẫn hợp hơn anh ấy. Dạ vâng. Cái chiếc S10 Plus thì thứ nhất là cái chất lượng hình ảnh chụp ra của nó, cái cân bằng trắng ấy, cái độ tương phản màu sắc, cũng như là khi mà em thử ở trong một số điều kiện ngược nắng thì camera của nó cho cái khả năng thu hình cũng như là chụp ảnh tốt hơn rất là nhiều. Chắc chắn rồi, nó là đời sau. Nó là đời sau thì nó sẽ cải tiến hơn. Hơn nữa, một cái cực kỳ quan trọng khi quay phim đấy là chống rung. Đúng rồi. Nếu như bạn lớp 9 cũng có chống rung quang học rồi mà. Dạ vâng, nhưng mà cái vấn đề là khi mà so với hai chiếc máy này thì nếu mà cầm tay không mình không kể đến gimbal thì nói chung là ngon rồi. Bỏ qua gimbal thì nếu mà dùng tay không để quay thì em thấy là chiếc S10 Plus là chống rung tốt hơn hẳn. Nó tốt hơn hẳn. Cùng là chống rung quang học nhưng nó cải tiến có một thế hệ rồi đúng không? Và hình ảnh của chiếc khi cái video quay lại của chiếc Note 9 ấy, khi mà quay trong điều kiện mà tiêu sáng là thường bị nhòe. Thường là hay bị nhòe hình. Nhưng mà cái chiếc S10 Plus thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Nó đến từ việc cái chip xử lý của nó mạnh hơn. Cái chip xử lý hình ảnh nó nhanh hơn. Cho nên là cá nhân mình thì mình khuyên bạn nên chọn chiếc S10 Plus để quay phim. Cũng như là S10 Plus thì nó ngon hơn khá là nhiều đấy. S10 Plus cũng có bản 512 mà. Vâng đúng rồi, nhưng mà S10 Plus bản 512 nó giá cao hơn nữa, nó lên tận 28 triệu. Thì với em thì em thấy bạn nên mua bản 128GB là đủ rồi, 2-3 triệu rất là ngon. Thực ra là mình quay xong thì nếu mà những cái gì mình quan trọng hay mình công việc gì thì mình cũng cóp vào máy tính ra, chứ đâu mình có đâu có để qua năm này qua năm khác đâu, đúng không? Chính vì thế là cũng không cần phải tận 512GB để làm gì. Các bạn đừng quá lăn tăn. Giá bán 512 là nghe cũng kinh đấy. Ok, cái về tiếp theo của bạn có nói là để tránh cái bị ám màn hay là sọc màn hình trên hai chiếc máy trên thì cần sử dụng máy như thế nào, hay là cần trang bị phụ kiện gì cho máy. Vì là bạn ấy nó có nói là cái linh kiện thay thế Samsung khá là đắt. Để trả lời cho câu hỏi bị tránh bị ám màn hay sọc màn thì riêng về cái ám màn thì không có cách nào tránh được hết. Tuy nhiên cái công nghệ màn hình của con của cái dòng Samsung ấy càng ngày nó càng tốt rồi. Và đến đời Note 8 là đã thấy là rất ít máy bị ám màn, ít hơn rất là nhiều. Đến đời Note 9 thì hiện tại là bản thân mình chưa gặp bất cứ một con máy nào bị ám màn. Còn S10 Plus thì tất nhiên là chưa gặp vì nó mới ra mắt. S10 Plus mới ra mắt cho nên là khó để biết được. Mình cho rằng là có một cách rất đơn giản là bạn cứ dùng xong đến năm sau nó ra S11 thì bạn bán. Bạn S10 đi mua S11. Vì mình nghĩ là bạn có đủ điều kiện để làm được đấy. Và quan điểm cá nhân mình ấy, thì mình cho rằng là một khi đã dùng máy là mình dùng best tài là nhè luôn. Tức là mình không giữ gìn máy lắm đâu. Vì quan điểm là tức là máy nó phục vụ mình chứ không phải mình phục vụ nó. Mình lúc nào cũng lo như kiểu là sạc nhiều thì nó hết pin rồi thì dùng thế nào để nó bị cái này cái kia thì như thế nó mệt mỏi lắm. Mình cho rằng là một con máy thì bạn cứ dùng không bị rơi vỡ là được rồi. Còn lại thì những cái khác bạn cứ thoải mái đi. Đừng lo lắng về chuyện nó ám màn hay không, còn nó sọc màn hay không ấy. Trừ khi bạn bị rơi vỡ hoặc là đè vào màn hình ấy, kiểu ngồi nằm đè, ngủ quên đè lên nó thì nó dễ bị sọc màn. Còn nếu không thì rất là ít khi bị, vì thực sự là màn Samsung rất là bền. Nó không như mọi người nghĩ đâu. Chẳng qua là nó bị rơi hay va đập thì nó dễ hỏng hơn. Còn nếu để bình thường ấy, thì nó bền lắm. Ít khi nó tự nhiên nó hỏng. Mà còn một cái nữa đấy là em quên mất lúc không nói với bạn. Cái chiếc S10 Plus ấy, là nó có cái vân tay dưới màn hình. Cho nên là nếu mà để sử dụng cái vân tay dưới màn hình thì bạn ấy sẽ không thể dán cường lực được. Bạn không thể dán cường lực được. Nhưng mà Samsung nó có tặng dán sang cái dán sẵn của Samsung chỉ là một cái miếng ni lông dán, nó không phải là ni lông nhưng mà nó chỉ là một miếng dán trong thôi, nó không phải là cường lực nhỉ? Anh hiểu rồi. Vâng, cho nên mà là không mà nó không dán được. Nếu mà là bạn thực sự là nếu bạn cần muốn bảo vệ hơn ấy thì Note 9 sẽ tốt hơn một chút. Còn nếu mà chiếc S10 Plus thì chúng ta không thể dán cường lực được. Đó, nên là rất là khó. Nhưng khoan nhé, Note 9 có không dán được cường lực. Note 9 thì vẫn dán được. Note 9 dán cường lực nhưng mà dán bất cứ một loại cường lực nào thì chỉ một thời gian tầm nửa tháng, một tháng bong luôn. Bong luôn. Bất kể là dán cường lực UV, chiếu tia cực tím các kiểu, bản thân anh đã test thử và anh đã dán thử cho các máy của anh. Nhưng mà tất cả các máy 100% dán cho đủ 10 loại khác nhau luôn, vẫn cứ bong hết. Cho nên là đáp án là cái vụ mà dán được cường lực là coi như bỏ qua. Đó, thì nói chung là bạn ấy cứ dùng ốp rồi là bảo vệ nó một cách vừa phải thôi, cứ làm sao mà đúng cái nhu cầu của mình là được. Chứ cũng không cần phải là quá là nâng niu chiếc máy đâu, vì là nó cũng phục vụ cho mình thôi. Đúng rồi. Em thấy là như thế. Còn những cái vế trưởng của bạn như mình đã trả lời thì bạn nên ưu tiên chiếc S10 Plus nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 6 của bạn Hinh Lương. Chào anh và chúc anh sức khỏe. Hai anh cho em hỏi là chiếc LG G7 Thiên Quy sửa chữa đồ có sẵn hay không và có đắt hay không. Em đang phân vân định mua chiếc G7 Thiên Quy hay là Xiaomi Mi 8. Nhu cầu là pin tốt, camera, xem YouTube, Facebook. Cảm ơn hai anh. Chào bạn Hinh Lương. Với con G7 ấy, thì đồ thay của nó không nhiều nhưng cũng không phải là hiếm đến mức không thể làm được. Nhưng mà đồ hiếm hơn thì chắc chắn là con Mi 8. Còn Xiaomi Mi 8 không có đồ để mà sửa. Em thấy hơi lạ bởi vì là chiếc Mi 8 có bán ở Việt Nam. Có bán Việt Nam nhưng mà đa số
nó không phổ thông đến như mình nghĩ đâu. À dạ. Kể cả những cái dòng ngày xưa như ở Xiaomi Redmi Note 4X này, 5 Plus, 5 Pro này, đến bây giờ kiếm đổi thay cực kỳ khó luôn. Ok, như vậy là chiếc G7 vẫn có lợi thế hơn đúng không? Ừ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Trọng Nhị, em ở Đắk Lắk muốn thay màn hình của iPhone 6S bên mình thì phải làm như thế nào ạ? Em cảm ơn. Xin chào bạn, bạn muốn thay màn hình thì mình nghĩ là không nhất thiết là phải gửi máy về Mango đâu. Tức là nếu muốn thì bạn có thể gửi điện thoại về bọn mình và bọn mình sẽ thay màn gửi lại cho bạn. Nhưng mình cho rằng ở Đắk Lắk thì bạn cứ lên thành phố, người ta cũng có màn để thay mà. Vâng, có lẽ là bạn ấy xem series của chúng ta, bạn ấy rất là tin tưởng. Muốn là bạn thay màn zin. Thay màn zin. Đúng là màn zin thì rất là khó để có thể để chắc chắn là bên nào có hay không. Nhưng mình cho rằng nếu như không zin thì cũng là màn zin nắp kính. Mình cho rằng nó cũng về độ tiện lợi thì bạn mình nghĩ là bạn cứ nên thay ở đấy. Vâng, không nhất thiết là phải gửi về Mango. Bớt cái chi phí vận chuyển cũng một thời gian chờ đợi của bạn hơn. Ừ. Mặc dù là thay thì mình cũng có lãi nhưng mà mình nghĩ là tiện lợi thì nó sẽ ưu tiên cho việc tiện lợi của bạn hơn. Câu hỏi tiếp theo của bạn Giang Giang, mình nghe nói là dạo này iPhone 7 Plus nhiều hàng qua sửa chữa, rất ít hàng zin đúng không bạn? Thực ra thì đây là một câu hỏi muôn thuở và câu trả lời của nó sẽ luôn là thế này. Nếu muốn nhập hàng zin thì vẫn cứ nhập được. Nếu muốn nhập hàng qua sửa chữa cũng vẫn cứ nhập được. Đó hoàn toàn là tùy vào sự lựa chọn của các đơn vị bán hàng. Ví dụ hàng 7 Plus bây giờ nếu mà sửa nhập vào bây giờ nó giá 8 triệu. Còn hàng zin 8 triệu rưỡi. Bây giờ bán ra tầm 9 triệu thì bây giờ lựa chọn đi. Hoặc là bạn chỉ lãi 500 nghìn nhưng bạn bán hàng zin tới khách hàng. Hoặc là bạn lãi 1 triệu nhưng bạn bán hàng dựng tới khách hàng. Thì đó là sự lựa chọn của từng đơn vị bán hàng. Và cái này thì mình không thể phán xét được. Mình chỉ có thể cam kết được chất lượng do bọn mình bán ra. Đấy. Như vậy là các bạn cũng nên cần phải lựa chọn kỹ cái cửa hàng mà mình định mua. Vì là rất là khó để biết được là cái bên nào họ bán hàng zin hay là hàng không zin. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Đỗ Khắc Sơn. Ngoài lề một chút, mình thích chiếc áo mà bạn đang mặc, chỉ cho mình địa chỉ mua. Áo của ai nhỉ? Áo của anh hay áo của em? Không biết là bạn ấy hỏi áo của anh hay là áo của em. Áo số trước là mình... Số trước là em mặc một chiếc áo của... Số trước em mình đều mặc áo màu đen. Màu đen. Mặc cái áo của em là được... áo đấy không phải là mua mà áo đấy là của em là được đeo hoặc mặc em đi sự kiện của em. Vậy là phải đi sự kiện thì mới được. Áo đấy là áo được tặng, không phải là áo mua. Còn nếu mà không được đi sự kiện, không sang chảnh bằng thì bạn thể mua áo của mình. Áo của mình, đây, cái nào của mình cũng giống như cái áo lần trước đều là của Anta. Anta là một hãng thể thao. Hãng bán đồ thể thao nó không được nổi bằng Adidas hay Nike nhưng mà đồ nó rất là ngon. Giá của nó là khoảng bao nhiêu anh? Rikit ấy. Áo Rikit 35 củ. 35 củ. Ừ, rất là 350.000. Bạn cần phải đầu tư một số tiền rất là lớn để chọn chiếc áo này nhá. Ok, như vậy là kết thúc cái câu hỏi vui vẻ của mình. Vâng, chúng ta đã kết thúc cái video số 3 lần này. Và các bạn đừng quên là hãy đặt thật nhiều câu hỏi phía bên dưới phần video nhá. Và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo. Bye bye. Xin chào các bạn.